không cầu danh cầu lợi, mà chỉ biết làm cái chuyện đó. Mà bây giờ được tin nghe là không có đứa trẻ nào bị xuất huyết hết thì mình mừng chứ sao. Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên mấy con cứ làm thiện, với cái tâm thiện của mấy con thôi đủ rồi. Đó, bắt chước cậu xin, cậu sinh viên này đi. Con có một câu hỏi nó cũng giống như cái ý nghĩa là con có trình bày khi mà con được xem sách của trưởng lão, nhưng mà chắc chắn cái sự trình bày cũng như hiểu biết con là nó không được chuẩn. Thì nhân cái duyên cũng phù hợp với cái câu vừa rồi thì xin được trưởng lão từ bi giảng luôn. À, là cái gì từ thiện đó con. Đúng không? Bây giờ đó mình mới kêu gọi tất cả những bà con của mình ở miền Nam được bình an đó, người chức mua gạo mua thóc, mình chở ra đó, mình giúp đỡ họ. Điều đó điều tốt chứ đâu có gì đâu, không có điều đó điều xấu. Đó là làm cái gì thì trong khi mình nghe được người ta khổ, đó là có cái nhân duyên. Còn mình không nghe thì thôi, bây giờ tôi đâu có nghe biết gì đâu. Mà bỗng nhiên bữa nay tôi mở đài nghe nói là miền Trung bị lũ lụt như vậy, mà không, tôi phải thấy có khả năng tôi đi làm chuyện này. Còn không, tôi không đủ khả năng này. Tôi nghe ở chỗ nào mà có người mà làm từ thiện để giúp đỡ đồng bào, hoặc là bên ngành công an, hoặc là bên ngành nào đó, mặt trận nào đó họ làm, thì tôi sẽ gửi 100-200 gạo hết tiền gửi tôi cho, nhờ các anh đó sẽ mang đến giúp đỡ những người nghèo ở chỗ gặp cái tai nạn. Mình chỉ cần cái lòng của mình từ thiện là được. Đấy không? Mấy con thấy không? Còn mình có khả năng thì mình đi kêu gọi người này người kia để họp với nhau, rồi mình kêu chiếc xe đồng thời mình chở ra từ ngoài đó tặng tay mình cho người khác. Có nhiều người nói như thế này, bây giờ mình góp nhau, mình giao cho chính quyền đem cho người ta, rồi chính quyền ăn hết nữa rồi, nó cho con nữa. Người ta ăn, người ta tẩu kể, người ta mình cái lòng mình thiện. Cho nên thầy nhắc lại một câu chuyện như thế này. Bây giờ đã có một cái cậu sinh viên đó đến nhà trường chờ đợi. Cậu đi vô đó, cậu thăm người bà con cậu bị bệnh. Nhưng mà có một bà đó bà đến, bà nói cháu, bà nói con của bà đó đang bị xuất huyết sắp sửa chết, bây giờ đưa trước mà bây giờ không có tiền, cậu có cậu cho tôi chút ít. Thì cậu này còn bao nhiêu tiền đưa hết cho. Nhưng mà sau đó thì có người nói trời đất ơi, cậu bị cái bà này lừa đảo rồi, đâu có đứa nhỏ nào mà xuất huyết. Thì cậu này nói như vậy là quá tốt, không có đứa trẻ nào mà xuất huyết thì tôi rất mừng. Tiền tôi đã giải quyết được rồi, đâu có gì đâu. Các con hiểu được, không có nghĩa là sợ người ta lừa, mà sợ cái tâm mình không tốt. Không cầu danh cầu lợi, mà chỉ biết làm cái chuyện đó. Mà bây giờ được tin nghe là không có đứa trẻ nào bị xuất huyết hết thì mình mừng chứ sao. Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên mấy con cứ làm thiện, với cái tâm thiện của mấy con thôi đủ rồi. Đó, bắt chước cậu xin, cậu sinh viên này đi. Hiểu chưa? Về vấn đề mà phóng sanh, mấy con nhớ kỹ như thế này nè. Mấy con đừng có ra chợ mấy con mua. Bữa nay rằm nữa nha, rằm tháng giêng thôi, tôi ra chợ tôi mua tôi phóng sanh. Mấy cái bà bán cá khôn lắm, trời, bán cho mấy người phóng sanh phải bán đắt. Thấy không, thấy không? Cho nên mấy bà nó nhớ cái rằm tháng giêng này là họ mua phóng sanh dữ lắm này nha. Tôi nhốt cá rồi tôi để dành. Thì mấy con tự mấy con mua mà mấy con làm tội. Phóng sanh như thế này đúng mấy con. Bởi vì mình đứng trên góc độ mình nhân quả để cho mình xét mình phóng sanh. Mấy con đi trên con đường đi như thế này nè, từ cái điểm A này đến điểm B. Thì mấy con chưa tới điểm B, mới giữa đường mấy con gặp cái người đó họ câu cá, họ giật con cá lên. Thì tự nhiên của mấy con mà, cái nhân quả mà, mấy con gặp con cá. Bác ơi, bác cho con mua con cá của bác mới giật lên đi. Chứ không có mua trong cái giỏ sách của ông ta đâu. Tôi không biết, tôi có cái duyên với con cá này nè, ông giật lên tôi thấy nó giả dụa, tội quá đi, phải không? Tôi sẽ mua nó, tôi thả cho cái gì xong. Tại vì cái nhân duyên tôi với nó gặp nhau. Nó không biết chừng ông bà tôi thành cá đó. Cho nên bây giờ gặp là tôi mua tôi thả. Còn mấy cá kia đâu phải ông bà tôi sao, cho nên đâu có duyên tôi gặp. Cho nên ông cứ bỏ sách ông làm. Chuyện đó là nhân quả của nó, nó phải trả thôi. Nhưng mà tôi có duyên với con cá này là có duyên. Vì tiền kiếp của tôi không biết chừng cha mẹ hay là ông bà tôi chết mà sinh ra con cá này. Cho nên hôm nay đến đây vì cái duyên tình, cái lòng thương yêu của con cái, cho nên hôm nay tôi xin mua con cá này. Bao nhiêu tôi cũng mua được. Đó là phóng sanh, phóng sanh đúng pháp mấy con.
chứ đừng có ra chợ mà phóng sanh cái kiểu mua đó, thì người ta nhốt cá để chờ cho mấy con ra nó thì mấy con tạo thêm tội chứ không có phóng sanh đâu, hiểu không? Cho nên mình phải phóng sanh có ý nghĩa rõ ràng, chứ còn phóng sanh cái kiểu đó là không có ý nghĩa rõ ràng đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ những lời thầy dạy, là mình đi trên đường, mình bất cứ mình gặp cái gì, một con kiến mà người đi trước họ dặn lên con kiến, nó gãi cái chân nó lăn lộn, mình bắt con kiến mình bỏ trên cái tay đó, mình để nhẹ nhàng mình xoa dịu, con có đau lắm không con? Con hãy mong sao mà con hãy bớt cái đau này đi. Đó là cái nhân quả của con với cái người đi trước, họ không thấy mình đạt con hãy tha thứ mình đi con. Mình nói với cho mình nghe, nhưng mà cái cảm nhận của cái loài kiến này nó sẽ cảm nhận được mấy con, nó cảm nhận qua cái tình cảm. Người ta đi trước, mình đi mình rất cẩn thận, bởi vì người tu sĩ đạo Phật rất là ý tứ cẩn thận, đi họ luôn họ nhìn dưới chân, chứ họ không có đi dục chạc đâu mấy con. Ở đời họ hay dục chạc lắm, cho nên mấy con mà dục chạc đó là không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải tỉnh giác, cho nên đi rất cẩn thận, đi nhìn dưới chân của mình. Khi mà đạp một con vật gì của bất cứ ai, chứ không phải riêng mình đâu, mình thì tránh rồi đó, mà ai mà đạp á, thì mình bắt con vật đó bỏ lên tay, không? Là do đó mình an ủi sai dịu, mình nói nó có nghe không cần, nhưng mình nói với tâm tình thương của mình đối với con vật đang bị thương, các con hiểu không? Sau khi đó đó mình xong rồi đó, mình mới đem con ở trên cái láng cỏ chỗ nào đó mình mới bỏ vào ước ao, sau đó cái chân của con nó sẽ được mau lành để như những con vật khác. Mình chỉ ước ao vậy thôi, rồi mình bỏ nó trên cỏ mình đi, không có gì hết. Coi như nhân duyên gặp nhau để an ủi nhau trong lúc khổ đau thôi. Cũng như có người đó họ bị xe đụng, họ đau quá, mình chở họ đến nhà thương trị bệnh này kia giúp đỡ họ, rồi sau đó mình an ủi họ vài ba lời cái mình đi về. Chứ họ đâu có bà con gì mình phải ở đó mình nuôi, có ai không? Các bạn hiểu chưa? Mà con kiến thì mình cũng xem như một cái người đang bị xe đụng vậy. Đó, mình làm như vậy đó. Bởi vì tất cả mọi vật tuy hình dáng khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ cái biết cái đau khổ mấy con. Cho nên mình sống phải biết thương yêu, bởi vì Đức Hiếu Sinh là cái lòng thương yêu của mình là đầu tiên, mà cái giới của Đức Phật là cấm không sát sanh, cấm ăn thịt chúng sanh đó. Cái giới đầu tiên là nói đến cái Đức Hiếu Sinh, vì mình không ăn thịt chúng sanh rồi mình phải thương yêu, chứ không phải là vì cái giới cấm này tôi không dám ăn thịt chúng sanh để tôi làm Phật, thì cái điều này điều sai mấy con. Mình ăn không ăn thịt chúng sanh là vì thương yêu mình không ăn thịt, chứ không phải vì mình thành Phật mà không ăn thịt chúng sanh. Có hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này là mấy con đã tu tốt. Mình làm một cái gì mình hoàn toàn bằng cái ý thức hiểu biết của mình, chứ không phải làm cái mù mờ, làm theo cái kiểu mà không hiểu người ta bảo sao mình làm vậy là sai không đúng, mà mình phải hiểu cái hành động mình làm đó là mang cái ý nghĩa gì thì mới làm.